Mỹ Anh. Tôi hy vọng là cô đừng làm khó tôi nữa. Thật sự là bây giờ tôi đang rất là bận. Mời cô. Anh nói như vậy là anh vẫn nhất định loại bỏ tôi ra khỏi dự án này. Anh cương quyết cắt bỏ vay tiền của tôi có đúng không? Như cô cũng biết, vay tiền này tôi đã ký hợp đồng với lại Hạ Lan rồi. Tôi xin lỗi, nhưng mà tôi hứa ở dự án sau nhất định tôi sẽ trao cho cô một cái vai diễn thật là nhiều đất diễn. Anh hứa hả? Anh coi lại đi, lời hứa của anh bây giờ còn có giá trị nữa hay không? Tôi thiệt không ngờ một đạo diễn nổi tiếng có tên tuổi như anh mà lại cư xử còn thua một đứa con nít. Anh biểu tôi ngày hôm nay lên đây ký hợp đồng với anh, rồi bây giờ anh làm bẻ mặt tôi trước mặt bao nhiêu người như vậy? Tại sao vậy hả? Tại sao lại tráo trở như vậy? Cái con Hạ Lan đó, nó cho anh cái gì? Nó đã cho anh cái gì đúng không? Để anh giao cho diễn tiên cho nó đúng không? Mỹ Anh, tôi yêu cầu cô cẩn trọng với những phát ngôn của mình. Tôi nói có gì sai? Tại sao ban đầu anh hứa giao cho diễn cho tôi, bây giờ anh lại giao cho nó? Anh trả lời tôi ngay đi. Như vậy là tại sao hả anh Tuấn? Tại sao lại lật lọng lại tráo trở như vậy? Được, cô muốn biết đúng không? Với một người phụ nữ đang ở những tháng đầu của thai kỳ thì không thể nào đủ sức khỏe để đảm nhận vai diễn này, và đặc biệt là không thể nào theo kịp với ekip. Với lý do như vậy đủ thuyết phục cô chưa? Là Diệu Lâm nói cho anh biết hả? Đúng. Thật sự thì Diệu Lâm đang rất lo lắng cho sức khỏe của hai mẹ con, cho nên là mới chủ động đến tìm tôi. Mỹ Anh, cô đừng có buồn, rồi cơ hội sẽ đến với cô thôi. Anh im đi, anh đừng có nói nữa. Tôi không bao giờ tha thứ cho các người. Tôi không bao giờ tha thứ cho các người đâu. Nếu như anh quan tâm tới cảm xúc của tôi dù chỉ là một chút thôi, anh sẽ không hại tôi ra nông nổi này. Tại sao anh đi nói với nhà sản xuất chuyện tôi mang thai? Tại sao vậy hả? Tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại nói người ta biết chuyện đó? Tại sao? Anh trả lời tôi nghe đi. Em bình tĩnh đi. Tại sao? Mỹ Anh, bình tĩnh nghe nói đi. Bình tĩnh đi mà. Ra. Chuyện mang thai làm sao mà giấu được? Bây giờ không nói rõ mọi chuyện, lỡ đến lúc xảy ra chuyện thì phải làm sao? Em phải nghĩ tới sức khỏe của em chứ, phải nghĩ tới an toàn của con, còn có tiến độ của đoàn phim nữa. Anh có biết là tôi đã đợi chờ cơ hội này biết bao nhiêu năm trời rồi không? Suốt thời gian qua tôi phải chịu đựng bao nhiêu sự rẻ rúng, kinh khi của tất cả mọi người. Tôi cố gắng đeo bám nghề này cũng chỉ mong được một ngày nào đó tôi có được một cơ hội. Tôi sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy tôi không phải là một đứa bất tài vô dụng như người ta nghĩ. Tôi đã rất cảm ơn anh vì anh mang lại cơ hội đó cho tôi. Nhưng cuối cùng thì sao? Cũng chính anh, chính anh là người đã cướp đi cơ hội của tôi. Chính tay của anh đã phá hủy biết bao nhiêu hy vọng, niềm tin của tôi. Anh kêu tôi bình tĩnh hả? Nếu anh là tôi thì anh có bình tĩnh được không? Anh có bình tĩnh được không? Anh xin lỗi. Anh xin lỗi là lỗi của anh. Anh sai rồi, anh xin lỗi em. Anh xin lỗi thì được cái gì? Anh xin lỗi thì có mang lại được vai diễn đó cho tôi hay không? Anh tàn nhẫn với tôi lắm. Anh tàn nhẫn như tôi lắm, Diệt Lâm. Tôi ghét anh. Tại sao lại làm như vậy với tôi? Tôi ghét anh, tôi hận anh. Tôi hận anh, tôi ghét anh. Anh đi đi, tôi hận anh. Anh đi đi. Mỹ Anh à? Anh đi đi. Nghe nói đi mà, nghe nói đi được không? Tôi không muốn nghe. Tôi không muốn nghe gì nữa hết. Anh đi đi. Tôi quên, đây là nhà của anh, tôi không có quyền đuổi anh đi. Vậy tôi sẽ là người đi. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Tôi không bao giờ muốn thấy mặt anh nữa. Mỹ Anh à, Mỹ Anh, em bình tĩnh lại đi mà. Mỹ Anh à, nghe nói đi mà. Mỹ Anh, nghe nói đi mà. Anh buông tôi ra. Mỹ Anh. Anh buông tôi ra. Em bình tĩnh lại đi được không Mỹ Anh? Em đừng có như vậy mà. Mỹ Anh. Được rồi, anh đi, anh đi. Anh đi được chưa? Em ở lại đây nghỉ ngơi đi. Khi nào em bình tâm lại mình nói chuyện tiếp. Anh chỉ xin em một điều thôi, làm cái gì cũng phải nghĩ tới đứa con trong bụng em. Khi nào cần thì gọi cho anh. Anh đợi em.
Sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại ban cho tôi hy vọng rồi lại thẳng tay cướp đoạt nó? Anh ác với tôi lắm việc lắm. Thà anh giết chết tôi đi còn hơn. Anh tàn nhẫn với tôi lắm việc lắm. Đánh cắp số phận, 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát sóng song song và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.